Sông Phật Bà Rịa Sàn Án Mô Tân Yên Sạp Rịa Thô. Rương ụ bà sạc bàm nè. Phật Sạc Sạc Kàl Bà Tháp Nâu Vạt Chê Tập Quân Trung Bà Rập ụ bà sạc bàm nè. Tra Phật Thò Mà Tê Sà Nà Nị Tha Nạt Thê Rịa Kẹ Sạc Mào Ả Kị. Phật Lương Sạc Mà Đòi Rịa Kẹ Mình Mình Đôi Chân Ai Chị Đàm. Ụ bà sạc Châu Chê Thân Nhiê Khân Nông Rương Sạc. Bạn lưu tha ụ bà sọ tương nụ bà thana nâng sạch bà thô tâu can vị hi. Thoài bông cung bà sạch sạch hai ổng quý khăn ông ti đọ xòm cù mùi. Có bà phốt tương lai trông rô mênh mình trai rì tha bà quân ní chìa khsát, bà quân ní chìa priêm, bà quân ní chìa nẹ sạch sạch đam, bà quân ní chìa xa môm dì cho. Tạ tha cốt nâng xâm đánh thô đo bà quân ní, nâng mân xâm đánh thô đo bà quân ní. Phật Sạc Sạc Kà Trung Sâm Đánh Thô Phật Rốc Bộ Quà Nà Mình Nè Trung Rồ Mênh Thuơ Sạc Đầy Cổ Rốc Nông Phật Thô Áo Chị Thông Tơ Trung Sâm Đánh Phật Đô Chị Tê Vạ Đà Nè Miên Sạc Thông Bản Đà Lào Áo Tức Nông Á Ká Hô Cho Mọc Được Chân Học Bản Đà Ba Sạc Tân Nô Đà Lào Mọc Ông Quý Nông Sâm Nạ Phật Thà Quật Đà Trung Sâm Đánh Thô Dân Nốn Ủ Ba Sạc Mình Nè Ông Quý Lúa Mình nè ông quý dục mà riêng đầy cục việc phản đầy. Mình nè ông quý ông ruôn đam chơ. Mình nè ông quý ngơi mơ ạ ca. Ai mình nè tiết sạch đạp rịt hồ đòi cổ rùm. Bởi hà năn tất thê ra đai là cụm phung bọ phát thoái. Bởi hà bà rông mà sạch sạch đà khơi nhạc ca rạ nụ rõ bọc bà sọ tương nụ hái. Cả rạp tùl bởi hà sạch đà tha bò bật bà ông đôi châm rán. Bà ông trông bình lơ bà sô siêng đô chìa ca rùm bông này mà hà mê. Trông xùm đánh thô đó là bà sọ từng đi. Ta hẹo bà sọ từng nô ca bà ông cùng bông xùm đánh bà thô. Ông quý thuơ à ca rạ dân đi. Bà sạch đà tra thô tra tha anh nón nẹ mình đăng ở bà sọ từng nô rứ. Anh nón cả rạp tùl tha mình đăng tê bà ông. Bà vọt ở bà hậu bà sạ tăng bàm nẹ khăn nông ở tây tạ chiên. Bà sạ sạ đà có tra thà. Có bàn đà bà sạ tăng nô hậu bà sạ mà nẹ đà ơn côi lụa nô kát khăn nông cầm nát bố nì. Ở bàm rồi chiết chọp chọp to khăn nì màu. Để dục khá bà lơ rung vê là hái. Lụa tờ để dục khá bà lơ. Đã lơ rung vê là hái có để lụa. Xong bây khăn ông ca đi, kê nơi đếch mình chạy lại. Xong lê nhờ bỏ thật thạc quốc rồi mến mình cho tàu can trở chi ở bỏ kê tê. Bộ bật bà ông đôi châm ràn, bà ông trả đòi lùm đạp chọp tò khăn đi, rư quả trả chi chân lọ. Mình nhận nắn, xong bây xa bê nhu tình nhiên, có mình ai cầm nọt nấu ca cạt làng ở bỏ bà sọ nô, chi mà nô, chi tê bà đa chân đi. Dù bật này đây, tại bà sợ nó cắt nông cầm nát này ở bàm rồi chết chọp to khăn này. Xong bây đê có mình chạy nông cà đếch lại. Trong này bà rõ nè ông quý cụ về phần đây đòi mà điểm đầy nông cắt nông cầm nát sát chuẩn lên ở bàm rồi chết chọp to khăn này. Thế lập có cây phần đây mọc đó lại lâu này cần nơi để cụ về phần đây tiên. Bà rùa ca thật lập màu của một bí chiếc môn và thật lập chiếc chân lên. Sì đầy rục đầy nâng. Tớ mình bàn lưu xùm lên như đó bỏ thật thà quân. Trong này bỏ ra đây ông quý ông rùn đam chờ nụ. Cát nông cầm nát xoa. Ở bà rùa chiếc chọp to khăn này mọc đo lời lời này. Có ông rùn đam chờ bà rùa sẽ cả đây thật lập một bí chiếc môn nụ anh. Xùm lên như đó bỏ thật thà quân. Mình chỗ đo trở chi ở đó bỏ kê lại. Trong này bà rìm đa ổng quý ngơi mơ ạ ca nô thật lập ca trần nè ti lạ cả nạ cư trần nè ti nạc hạt trả rực. Mơ mệt mơ ạ ca mơ cài mơ bộ bộ mơ trò lại nóng. Cứ thà thật lập ca trần nè ti nạc hạt trả rực nóng ạ. Ồ bà rà mơ rồi chiết chọp to khăn đi mọc đo ở lần này xong bây khăn ông thằng ngày này. Còn nơi tài ngơi mơ ạ ca bà rô sẽ cả đây thật lập mọc ổng bì môn đôi khăn đi. Xong lên nhờ bỏ thật thà cốt có mình chô đo trả chi ở bỏ kê tê. Trong này bà rìm đã sạp thô, đòi cổ rụp nô, thật lập ca chìa bà rìm nẹ riêng môn, chọp trái vết ở bàm rô chiết chọp tọc ní. Đó là lâu ní, tớp sạp thô đòi cổ rụp hạ đô chìa bà rìm thiếp nô muôn, cư thà sạp đòi cổ rụp nâng hạ đô chìa thà bà rìm thiếp nô muôn, cư cầm bông tài dô muôn, tớ bà rìm thiếp nâng muôn mùi tiết rứ cầm bông tài dô chạch tục đạ sạch chì muôn chân.
ព្រះអនន្តបានស្ដាប់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយក៏ក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដូចចម្រើនព្រះធម្មទេសនារបស់ព្រះអង្គរមែងកាត់នៅអវយវៈតាំងពីសម្បល់ស្បែកជាដើមចូលទៅដល់ខួរក្នុងឆ្អឹងព្រោះហេតុអ្វីកាលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌ហើយទើបមិនស្ដាប់ដោយគោរពអនន្តអ្នកគង់នឹងយល់ថាធម៌របស់តថាគតបុគ្គលក៏បីស្ដាប់ដោយងាយរឺ បបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនធម៌របស់ព្រះអង្គបុគ្គលក៏បីស្ដាប់ដោយលំបាកឬព្រះអង្គព្រះអនន្តសាធោព្រះអង្គថាពីរស់នោះណាអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គត្រាស់ថាអនន្តឯងសម្គាល់ថាធម៌របស់តថាគតនឹងស្ដាប់បានដោយងាយឬព្រះអនន្តក្រាបទូលព្រះអង្គវិញថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនចោះធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងបុគ្គលក៏បីស្ដាប់បានដោយលំបាកឬត្រូវហើយអនន្តព្រោះហេតុអ្វីព្រះអង្គ អនន្តសត្វទាំងនេះសត្វទាំងនេះនឹងគឺឧបាសកប្រាំនាក់ក៏ដូចជាសត្វទាំងអស់នឹងដោយច្រើនណាមិនធ្លាប់បានឮពាក្យថាពុទ្ធោធម្មោសង្ឃោមកច្រើនសែនកាប់ព្រោះដូច្នោះទើបសត្វទាំងនេះមិនអាចស្ដាប់ធម៌នេះបានក៏ក្នុងសង្សារវដ្តដែលមានទីបំផុតខាងដើមដែលនរណាតាមដឹងមិនបាននោះសត្វទាំងនេះស្ដាប់តែតិរិឆានកថាមានប្រការផ្សេងៗច្រើនមកហើយ ទើបសត្វទាំងនេះច្រៀងរាំត្រាច់ទៅកាន់ទីផ្សេងៗមានរងសុរានិងមណ្ឌលនៃកិលាជាដើមទើបមិនអាចស្ដាប់ធម៌បានបបិទ្ធព្រះអង្គដូចចម្រើនឧបាសកទាំងនោះអាស្រ័យអ្វីទើបមិនអាចស្ដាប់ធម៌បានគ្រានោះព្រះសាស្តាបានត្រាស់ទៅកាន់ព្រះអនន្តថាអនន្តព្រោះរាគៈព្រោះទោសៈព្រោះមោហៈព្រោះតណ្ហា ឧបាសកទាំងនោះទើបមិនអាចស្ដាប់ធម៌បានដែលឈ្មោះថាភ្លើងដូចជាភ្លើងគឺរាគៈមិនមានព្រោះភ្លើងគឺរាគៈមិនសំដែងនៅផេះរមែងឆេះសាត់បានពិតហើយសំបីភ្លើងដែលញ៉ាំងកាប់ឲ្យវិញ្ញាសកើតពីព្រះអាទិត្យ7ដួងឆេះលោកមិនមានសេសសល់ក៏ឆេះតែក្នុងគ្រាខ្លះប៉ុណ្ណោះចំណែកភ្លើងគឺរាគៈឆេះរហូតកាលព្រោះដូច្នោះឈ្មោះថាភ្លើងប្រកាសស្មើដោយរាគៈក្តី ឈ្មោះថាអ្នកចាប់ប្រកាសស្មើដោយតោសក្តីឈ្មោះថាសំណាញ់ប្រកាសស្មើដោយមោហក្តីឈ្មោះថាស្ទឹងប្រកាសស្មើដោយតណ្ហាក្តីមិនមានដូច្នេះហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រគាថានេះថានត្តហេរាគៈសមោអគិនត្តហេតោសៈសមោកហោនត្តហេមោហៈសមាំងជាលៀងនត្តហេតណ្ហាសមានតិ ភ្លើងស្មើដោយរាគៈមិនមានការចាប់ស្មើដោយតោសៈមិនមានបណ្ដាញស្មើដោយមោហៈមិនមានស្ទឹងស្មើដោយតណ្ហាមិនមានអធិប្បាយគាថាបណ្ដាបទទាំងនោះបទថារាគៈសមោស្មើដោយរាគៈសេចក្តីថាឈ្មោះថាភ្លើងស្មើដោយរាគៈរមែងមិនមានព្រោះកាត់ឡើងដុតចំណែកខាងក្នុងដោយមិនសម្ដែងអាការៈអ្វីដូចជាផ្សែងជាដើមនោះឯង បទថាតោសៈសមោស្មើដោយតោសៈសេចក្តីថាអ្នកចាប់ទាំងឡាយមានអ្នកចាប់គឺយៈអ្នកចាប់គឺពស់ថ្លាន់និងអ្នកចាប់គឺក្រពើជាដើមរមែងអាចចាប់បានតែក្នុងអត្តភាពមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកចាប់គឺតោសៈរមែងចាប់គ្រប់គ្រប់ជានព្រោះដូច្នោះអ្នកចាប់ស្មើដោយតោសៈរមែងមិនមានបទថាមោហៈសមាំងជាលៀង សំណាញ់ស្មើដោយមោហៈសេចក្តីថាក៏ឈ្មោះថាសំណាញ់ស្មើដោយមោហៈរមែងមិនមានព្រោះអដ្ឋារូបរិទ្ធនឹងចងទុកបទថាតណ្ហាសមាសេចក្តីថាស្មើដោយតណ្ហាណាតណ្ហាសមាប្រែថាស្មើដោយតណ្ហាសេចក្តីថាស្ទឹងទាំងឡាយមានស្ទឹងគង្គាជាដើមនៅមានវេលាពេញវេលាស្រស្ទឹងណាស្ទឹងទាំងឡាយមានមហាស្ទឹងអាចារវតីមហិសរភូយមនីគង្គាជាដើមនោះ វានៅមានវេលាពេញវេលាស្រកក្តីវេលារៀងស្ងួតតែស្ទឹងគឺតណ្ហានេះមិនមានវេលាពេញឬវេលារៀងស្ងួតមានតែខ្វះតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះគ្រប់ពេលវេលាព្រោះដូច្នោះឈ្មោះថាស្ទឹងស្មើដោយតណ្ហារមែងមិនមានព្រោះអដ្ឋាឲ្យពេញបានដោយលំបាកក្នុងការចាប់ព្រះធម៌ទេសនាឧបាសកអ្នកស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពនោះក៏បានសម្រេចសត្តាបតិផលព្រះធម្មទេសនាមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនៅក្នុងទីនោះ ដូច្នេះឯងចាប់រឿងឧបាសកប្រាំនាក់ណាអ្នកស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពមានតែម្នាក់ទេណាគឺឧបាសកដែលស្ដាប់ធម៌ដោយគោរព4នាក់ទៀតអត់ទេអត់បានមគ្គផលទេបុត្រជន
đừng thà tìm một phật này vật để sáng xa vậy nè để cho nên trời riêng xàm bạn này xài sắc xa thô sắc đập thô trong ọc ọc trong ọc này nè dường mơ bà sọ buồn rụp ọt tật tê và ọc đang thô sắc đập ọt bàn mẹ phá lê tê bàn đầm rụp tê bàn đầm rạch sọt ta bà tê phá lê sắc đập thô đôi cổ rụp rương khám bệnh sợi rộ bọt trọ côn mùi bà đeo bà rộ mà sạch đá kà bà thạp nọc nông vật chê tập buôn trông bà rộp cổ mà rì kà mình nè trả bà thơm bà tê sở nà nì thà nạch thê rì kẹ xà màu ạc kì phá lương xà màu đòi rì kẹ mình mì yên đôi chân nạch chế đá hâm bà đeo bà rộ mà sạch đá sạch bà thạp nọc nông rô ngà vi hạ mông côn bàn lưu thà miệt đá rộ bọt cổ mà rì kà nô thơ vi hạ mông côn nị ព្រះសាស្តាមានពួកវិខោហែហោមស្ដេចយាងទៅកណ្ដរងអវិហៈមង្គលនោះប្រថាប់នៅហើយនាងកុមារីកានោះធ្វើនៅកិច្ចទាំងពួងមានការត្រង់ទឹកជាដើមដើម្បីពួកវិខោបានដើរទៅដើរមកឯស្វាមីរបស់នាងឈោសម្លឹងមើលនាងកាលគេឈោសម្លឹងមើលរាគៈដែលជាកិលេសខាងក្នុងក៏ផុសផុលឡើង គេត្រូវសេចក្តីមិនដឹងគ្រប់សង្កត់ហើយទើបមិនបំរើព្រះសម្ពុទ្ធមិនបំរើព្រះមហាថេរៈ80អង្គបែរជាធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាយើងនឹងលាដៃចាប់ស្ត្រីនោះព្រះសាស្តាទ្រង់ឃើញអធិស្រ័យរបស់បរិសនោះហើយទ្រង់បានធ្វើមិនឲ្យគេមើលឃើញស្ត្រីនោះកាលគេមើលមិនឃើញស្ត្រីនោះទើបគេឈោសម្លឹងមើលព្រះសាស្តា ក្នុង ការ ដែល គេ ឈោ សម្លឹង មើល នោះ ព្រះ សាស្តា ត្រាស់ ថា មនីល កុមារ តូច ដែល ឈ្មោះ ថា ភ្លើង ប្រកាស ស្មារ ដោយ រាគៈ ហ្នឹង ឯង ដែល ឈ្មោះ ថា ភ្លើង ដែល ថា ស្មារ ដោយ រាគៈ ហ្នឹង មិន មាន ទេ ហ្នឹង ឈ្មោះ ថា តោស កំហុស ប្រកាស ស្មារ ដោយ តោស គឺ តោសៈ មិន មាន ឈ្មោះ ថា ទុក្ខ ប្រកាស ស្មារ ដោយ ទុក្ខ ព្រោះ ការ រក្សា ខណ្ឌ មិន មាន សូម្បី សក ដូរ ជា នពិន សក មិន មាន ដូច គ្នា đôi chân này hai tờ bà ông tra bà kia tha ni tha nạt thê rìa kẹ sạ màu ạ ký nạt thê tô sạ sạ màu cà lì nạt thê khăn thẹ sạ mà tô cà há nạt thê săn tệ bà răng sổ khăn phá lương sạ mà đòi rìa kẹ mình miên tô cùng hào sạ mà đòi tô sạ mình miên tục tương lai sạ mà đòi khăn mình miên sọc rào bì bà rìa miên sọc rào bì săn tệ sọc mình miên cứ bà rìa miên năng sẽ đầy sáng ngọc nữa ạ thị bài kia tha bằng đạp bọt tầng nốt bọt tha nạt thệ rìa kia sạ máu sma đòi rìa kia ở mê mình miên sẽ đầy tha cho mua tha phá lương đòi tay sma đòi rìa kia để ai chê mình xong đầy nốt xa nhận đạt ở rưu cô rừng ngược chê tệ khăn nông khẳng khăn nông bọn nọc hãy xoay tay cầm nốt phá hồ mê mình miên bọt tha cả lị tô sẽ đầy tha xông bây tô sma đòi tô sạ rô mê mình biến bọt tha khăn thẹ sạ ma sma đòi khăn bàn đòi sma đòi khăn tương lai ạ thị bài tha chú mua thật tục đòi tây đôi chìa khăn tương lai đôi bộ cô đã xa hơi chìa tục rô mê mình biến bọt tha san tệ bạ răng sổ khăn sọc đòi tây krau pi sẽ đầy sngóp sẽ đầy tha xông bây sọc đòi tây krai lên chiên bệnh nợ biến rô mê mình biến ạ thị bài tha bệnh nè sẽ cái đây sọc đỏ tay co chỉ sọc đây tay bên là bên chia bà rồng mà xong cứ chỉ sọc tay trong này mũi đau trong này mũi mình lì lòng đòi tốt rứa con mình ai pla đồ màu chỉ tốt vì pro bên là bên mình miền phải chạy phải dùng tại tay bên là bên mình miền khăn rồi cho nên bên là bên miền tay sẽ cái đây sọc chia bà rồng mà sọc đau trong này mũi nông ca cho bà thua tích sạ cổ mà rì ca nâng cổ mà nô cổ bàn tăng nục nông sao ta bạch đi phô nông ca nạ nô anh bà mì bà phía trông thơ à ca rã cư ca khơi khní nâng khní đo nẹ tăng bì đô chạ anh cư trông rung xa dạy đất tớ ai khơi khní vinh cho bà rương cổ mà rì ca nây trà cô mùi xông ạ nô mô tình đi.